Rồi cái thằng này nó vô tổng nó quen con nhỏ đó. Ai? Thằng Hải này nó vô nó quen nhỏ đó. À. Nó quen nhỏ đó cái cô cứ đi nói đấy nha. Cô thấy vô nhà ta chơi hoài cô mới đi nói. Cô đi nói rồi cái tổng để làm nhà xong rồi gả. Cái làm nhà xong cái thằng kia đi nói vào cái gã trần kia. Cái đó buồn ái về nó nằm nhà cả năm trời nó không ăn hoàng gì trơn nha. Dạ. Cái cô mới thấy gạo nghiệp thôi nấu cơm kêu vậy Hải vậy ăn cơm con. Ăn cơm người nằm ngủ tiếp. Rồi cái năm nào là ông bắn cái khu cổ đó? Rồi ông làm ở ngoài ông nhậu qua ông bắn á. À, ông nhậu tụ tập với nhau cái đâu tình nguyện xuống cứ thách ông sợ ông gà bắn rồi cô gà cô chửi mình đó quá trời luôn. Vậy hả? Nó thách ra đâu đang bắn luôn. Cái cô gà chửi tôi nói mấy anh không dám bắn mà anh xuống xong tôi bắn người có chuyện gì sao bị thấy vậy? Út người ta cũng tin tưởng lắm đó con. Dạ, nó linh thiêng lắm không? Đó người ta đột linh lắm mà cô nghĩ chắc không biết phải không. Cũng rất là dễ nhưng mà cái này là cô phải trực tiếp cô xuống cô làm mới được. Tại vì trong đó là phải làm một cái lễ là phải làm một cái bè. Làm một cái bè để mà thả theo dòng nước á. Tất nhiên là vừa cáo lỗi và vừa là tất nhiên là lấy tên họ của Hải, rồi một bộ đồ của nó, rồi cắt móng tay, móng chân, cắt tóc của nó. Thế là cô sẽ sắp một cái lễ trên một cái bè đó. Rồi bà sẽ đem thả theo sông nước. Tức là để tạ lễ cái lỗi này xưa ông thân mình đã tạo ra. Hello, Xuân Dũng xin kính chào toàn thể quý vị của kênh YouTube Tin Nóng Từ Dân. Thưa cả nhà, thưa quý vị, bây giờ Xuân Dũng quay trở lại với gia đình của anh Hải ở cùng với người mẹ. Anh Hải bị tâm thần, ở cùng với người mẹ bị tai biến. Chắc mọi người vẫn còn nhớ cách đây ít hôm Xuân Dũng có ghé về nhà anh Hải thăm và chưa kịp trao tiền cho gia đình anh Hải quý vị. Hôm đó thì Dũng xong rồi Dũng gấp quá, Dũng chưa kịp trao tiền 100 đô của cô Trương Thị Kim Hoa ở Mỹ. Đó, thì bây giờ Dũng quay trở lại trao tiền. Đồng thời Dũng cũng trao tiếp số tiền 500.000 của cô Úc An. Rồi thì Dũng còn trao luôn một ít quà của một ký đường của cô Thủy ở Thủ Đức và 2 hộp sữa của cô Năm ở Củ Chi. Chắc mọi người vẫn còn nhớ là câu chuyện của anh Hải, gia đình của anh Hải đó nó rất là ly kỳ. Đầu tiên thì câu chuyện về người cha của mình. Người cha của anh Hải trước đây là công an xã, làm chức vụ gì thì Dũng không rõ. Nhưng mà hồi trước á quý vị nha, lâu rồi nhá. Lúc đó thì ông có súng, được cấp súng. Thì lát nữa đây thì vào thì mọi người cũng sẽ nghe mẹ của anh Hải kể câu chuyện này thêm một lần nữa cho rõ hơn. Nhưng mà Dũng có thể tóm tắt sơ qua về câu chuyện để cho mọi người dễ hiểu, dễ nắm bắt. Đó là ở ngay con sông này nè, con sông mà phía dưới này quý vị. Đó. Thì đấy là có một cái ngã ba ở phía dưới, theo cái hướng mà mình đang đi đây. Khi mà nước lên nước xuống thì vẫn có một cái khúc gỗ nó cứ ở đó hoài à. Nước lên thì nó đi trôi đi đâu hết á, nó cứ tấp vô đó. Mọi người thấy kỳ lạ và cảm thấy giống như là đó là một cái gì đó nó mang đến may mắn. Và khi mà người dân trong vùng có ai đó đau ốm thì hay xuống nó nói chung là cầu nguyện, thì rồi lấy một ít gỗ ở đó về để cho con cái uống thì nó cũng hết bệnh. Nên người ta rất là cảm thấy đó là khúc gỗ rất là thiêng liêng, người ta rất là linh, cho nên là bà con rất là tôn sùng. Nhưng mà với ba của anh Hải lúc đó đang làm công an thì ông cho rằng đó là một cái mê tín. Sau đó thì ông đã dùng súng để bắn vào khúc gỗ. Thì để bắn được khúc gỗ đó thì hai phát súng đầu tiên đã bị lép đạn, đến phát súng thứ ba trúng. Và sau khi bắn xong thì giống như để bắn làm phép thôi. Bắn làm phép xong rồi ông xuống cùng với một số người công an nữa xuống và lấy khúc gỗ đó lên làm củi. Điều bất ngờ đó là sau khi mà đưa lên làm củi xong thì một thời gian sau thì ba của anh Hải đổ bệnh tâm thần và đi chữa trị mãi không có hết. Rồi ông cũng qua đời. Sau khi ông qua đời rồi thì người vợ của ông bị tai biến, xong rồi đến người con lớn của ông thì bị đột tử trong một giấc ngủ. Còn anh Hải thì phát bệnh tâm thần, phải xin xít lại. Và điều kỳ lạ nữa là anh Hải rất là thích lấy nước ở dưới dòng sông này lên trữ ở nơi chỗ mình đang nằm ngủ quý vị. Đó, anh uống sữa hay là lấy bất kỳ có một cái gì mà có thể đựng được nước là anh lấy anh đựng, và anh để rất là nhiều ở trong nhà như cái clip trước mọi người đã thấy. Đấy. Thì bây giờ Xuân Dũng vào đây để trao tiền cũng như là trao quà của mình thường quân kiếp cho gia đình anh Hải quý vị nhé. Xin mời quý vị cùng theo chân Xuân Dũng đi vào đây. Ôi đang làm gì đó anh Hải? Trời vào gặp ông đang đi vệ sinh quý vị ạ, đang đi vệ sinh. Thôi mình ngồi chờ chút xíu. Rồi, cô chào cô. Dạ, cô. Rồi, cô khỏe không? Dạ, rồi dạ. Thế trong lúc chờ anh Hải đó vô trò chuyện anh Hải là mình ngồi đây chút xíu à. Dạ. Thưa cả nhà, thưa các bạn, lần trước thì Dũng xuống đây á, thăm gia đình cô với anh Hải á, thì lúc đó thì mãi theo cái việc mà anh Hải lấy mấy cái nước ở dưới dưới gầm giường lên á, thì xong rồi đến khi đó là Dũng thấy trời tối quá rồi Dũng ra về đây, xong rồi quên chưa có trao tiền cho cô, rồi cô thông cảm. Bây giờ con trao cho cô cái số tiền của cô Trương Thị Kim Hoa bên Mỹ á, là 100 đô. Dạ. Ngoài ra thì còn có cô Úc An là gửi cho cô là 500.000 nữa. Dạ, 500.000 nữa. Rồi, thì đây là 500.000 của cô Úc An nè. Dạ, còn đây tiền 100 đô là được 2.300.000 của cô Trương Thị Kim Hoa. Dạ, đó, đây là rồi ngoài ra thì hôm nay còn có thêm quà cho cô đây nữa. Dạ. Đây là 2 hộp sữa là của cô Năm. Cô Năm ở Củ Chi. Dạ, gửi cho anh Hải. Dạ. Dũng có nói là cô đây có lại cô Năm hay không? Dạ. Dạ dạ rồi, đây là dạ, đây là của cô Năm, còn đây sữa thì phải có đôi kia có nhạt quá là bỏ thêm đường. Rồi, đây là 1 kg đường của cô Thủy ở Thủ Đức. Dạ, gửi cho gia đình mình luôn. Nhiều con anh. Dạ, rồi cái gì cô? Dạ rồi. Cũng nhờ mấy chị giúp tiền tôi hôm đó, tôi có bệnh nào nhờ có mấy chị giúp đỡ bả tiền tôi nằm viện chứ thôi tôi không có tiền. Cảm ơn mấy chị nhiều lắm. Dạ, dạ, cảm ơn nhiều lắm. Dạ, chứ cảm ơn Dũng nữa. Dạ, cái gì cô? Dũng, dạ, rồi. Cảm ơn nhiều dữ lắm. Dạ. Thằng chị uống đỡ biết nhiều nữa. Dạ. Nó không có chịu uống. Dạ, không chịu. Cà bỏ vô cơm không á, bỏ cơm bỏ đường thì cho ngọt. Chứ hồi ăn nó biết đắng rồi. Vậy hả? Ừ, bởi vì mấy nó uống hàng ngày, cô đỡ biết bao nhiêu đó. Nó đâu uống không, không chịu uống nó chết. Bây giờ có sữa này cô pha cho nó uống. Uống sữa hàng ngày cho nó hòa lộn với sữa cũng được. Dạ. Hòa lộn với sữa cũng được. Dạ dạ. Dạ, nó đã pha với sữa vô thuốc á. Cảm ơn Dũng nhiều nha, trời ơi nhờ cái tiền. Rồi rồi một chút nữa, anh cứ cho nó sạch sẽ rồi bay hơi bay hả rồi cho nó thơm to đã là vô. À cô, bữa thì cũng có nói rồi nhưng mà con muốn hỏi lại á. Tại vì bây giờ vừa rồi thì có con đưa câu chuyện lên thì có người muốn giúp cho anh Hải á, muốn về đến thì có thể cúng kiến hoặc cái gì đó giúp cho anh Hải. Dạ. Nhưng mà cái câu chuyện hồi bữa thì cô có thể kể lại cho con câu chuyện mà hồi xưa mà cái khu gỗ ở ngã ba sông mà chồng cô á, hồi đó làm công an. Dạ, có lấy súng bắn vào khu gỗ đó. Rồi sau đó thì nó dẫn ra đến cái câu chuyện gia đình như vậy thì có thể kể lại cho mọi người được biết không? Đó thì đời nói vậy chứ mà cô nghĩ chứ không biết phải không coi cái cây đó rồi cái ổng xuống bán thì mà ổng hồi ổng ở tù bệnh trong tù cũng trong tù có bệnh rồi. Ở trong đâu? Hồi đó bỏ tù là 2 năm mấy lần á. Hồi đó ông đi đâu mà ổng đi bắt ổng đi làm công tác mật á. Dạ. Ổng nhỏ tuổi vô nhiều yếu làm tổng người ta phát hiện á, có thằng kia chiêu hồi vô cái chỉ bắt ổng ở tù 2 năm mấy hứa bà quánh cái bằng quánh dữ dằn nó quánh ta điện á. Cô sợ ông ta điện quá ông chạm thiền kinh. À. Chứ cô không nghĩ là khúc gỗ đó biết không? À, không nghĩ khúc gỗ đó. Người ta nói vậy cô chắc không nghĩ, cô nói không đã khúc gỗ đó bà hành dữ vậy hành tới ổng rồi tới con dữ vậy con. Hành tới ổng tới con rồi. Hành dữ lắm tôi hứa chắc con trời ơi. Ta nói gầu ghét người ta nói tao 30 kg à, gầu ghét á, gầu ghét mà không dám ngủ ban đêm hôm, đâu dám ngủ con, ông xách dao đi hoài đâu dám ngủ, cái ngủ cái mướn ông hai bên đây nè, qua ngủ đêm 2 ngày mới dám ngủ, hỏi cô không cổng là cô không dám ngủ, 5 đứa con trời ơi cô thấy khổ sở biết gì, hồi đó thằng lớn mới 12 tuổi, hồi bệnh thằng thầy lớn gì mới 12 tuổi. Bây giờ tội nghiệp cái hồi nó sống nó nhắc hoài nó biết bà bệnh vậy má nuôi con sao tụi con tới lớn cũng đòi con má hay à. Mà hồi đó dễ đồng tiền đây lấy đây những kim hen cô bơi lấy chuối ngày 2 chuyến bơi đi bán hả con. Dạ. Cắt về bỏ nhà cho tụi nó xé cái cô dì dồn bao bỏ đi trời ơi khổ dữ lắm cô bệnh dữ lắm. Dạ. Ông chết mới có 2 năm cái này bệnh nữa. Anh Hải bệnh ông chết 2 năm lại anh Hải bệnh. Ừ chết 2 năm Hải bệnh chết rồi cô thấy cái ảnh rồi cũng khỏe rồi con cũng lớn hết rồi cái cô thấy cái ảnh cũng khỏe rồi mới 2 năm cái hành tật bệnh nữa. Dạ. Rồi cái thằng này nó vô tổng nó quen con nhỏ đó. Ai ai? Thằng Hải này nó vô nó quen nhỏ đó. À. Nó quen nhỏ đó cái cô cứ đi nói đấy nha. Cô thấy vô nhà ta chơi hoài cô mới đi nói. Cô đi nói rồi cái tổng nó để làm nhà xong rồi gã. Cái làm nhà xong cái thằng kia đi nói vào cái gã trần kia. Cái đợi buồn ái về nó nằm nhà cả năm trời nó không ăn bằng gì trơn nha. Dạ. Cái cô mới thấy gạo nghiệp thôi nấu cơm kia vậy Hải vậy ăn cơm con. Ăn cơm người nằm ngủ tiếp. Cái sau 2 năm sau nó khoát nó bệnh lên. Dạ. Đó. Ừ. Nhiều người nói chắc là ổng cái gen của ổng, yeah. Rồi ổng quánh dữ lắm của anh ta điện á, ta điện yeah. Mà chết lên xuống xuống mà, yeah. Dữ lắm hồi đó ổng mới có hồi ổng bị bắt lại đám cưới cô mới có 12 ngày à, yeah. Bị bắt quánh dữ dằn quánh hứa chắc con mày quánh dữ dằn lắm, yeah. Ở tù 2 năm mấy mới về, yeah. Ở tù 2 năm mấy, trời, quánh quá ta điện. Cô về cái năm đó là ổng làm công an xã hả? Làm công an mà làm ăn bí mật ổng còn nhỏ tuổi á, à. Ổng vô trong nhiều quý ông làm ở trong rồi ở trong gì ổng báo về đây, dạ, hiểu không? Dạ, rồi cái người ta chiêu hồi vô ta chỉ ổng, dạ. Nói chị ổng có cây súng nữa, dạ. có súng thiệt, ổng có súng cây côn thiệt, dạ. Nhưng mà ổng vô ổng nó không có, nó quánh ổng trời ơi chắc còn ảnh lên thăm cái lại cày ổng không dữ dằn dữ lắm, sao mới gì ổng cháu thương binh đó con, dạ. Rồi vậy thì cái năm nào mà ông về làm công an xã hay là làm công an gì mà cái năm mà ông bắn khúc gỗ đó là năm nào? Năm lâu chưa? Của Hòa Bình rồi năm 75 qua làm công an xã là ổng là năm 79 76 77 gì á làm công an xã nè. Dạ. Ừ. Rồi cái năm nào là ông bắn cái khu cổ đó? Rồi ông làm ở ngoài ông nhậu qua ông bắn á. À, nhậu tụ tập với nhau cái đâu tình nguyện xuống cứ thách ông sợ ông gà ông bắn. Rồi cô gà cô chửi mình đó quá trời luôn. Vậy hả? Nó thách ra là ông đang bắn luôn. Ừ. Cái cô gà chửi tới mấy anh đó không dám bán mà anh xuống chồng tôi bán người có chuyện thì sao bị thấy vậy? Úc người ta cũng tin tưởng lắm đó con. Dạ, nó linh thiêng lắm không? Đó người ta đột linh lắm mà cô dạ. Nghĩ là chắc không biết phải không? Dạ. Chứ trong tù cũng có bệnh rồi, trong bệnh rồi. Dạ, dạ. Cô đi thăm cái nói cái thằng anh bà cô hồi đó còn nhỏ tuổi của nó anh đi đâu nó chồng đâu, có nó ăn không à? Cái hồi anh bà hôm qua nó bệnh viện biết mà con người ta đem cho độ giật ăn hết trơn à? Dạ. Đó. Chứ cô hồi còn nhỏ xíu mà cô nó 19 tuổi, ổng mới 20 tuổi à. Yeah. Ừ, làm sao nói chồng được, nói lính nó bắt hết sao, cô nói anh không á. Dạ. Yeah. Ừ, cô nói chồng. Vậy ha, cô nói em cô chứ không nói chồng cô ha. Nói thăm anh không á. Dạ. Yeah. Nó cưới 12 ngày, ổng ở tù 2 năm mấy đó. Dạ. Yeah. Rồi thì khi mà, sau khi mà chú bắn vào cái khu cổ đó xong rồi á, thì mấy năm sau chú mới bị phát bệnh nặng lên. Cũng cả năm 2 năm à. Năm 2 năm vậy ha. Năm 2 năm rồi con. Dạ. Rồi đi chữa bệnh không hoáng hết. Trời ơi, ai chỉ đâu cô đi ghét hết tiền luôn. Yeah. Nhưng cô mới về là được 4 đất nha. 4 đất anh đây nè, anh sau nè cái bắt đầu cái sáng nó múc cái nó đổ lúc cái thành Mỹ Hòa tỉnh hai đó cái ổng mà ổng bệnh đó, ổng bệnh bán 2 công gần Hải đúng người Hải phát bệnh bán 2 công nữa. Yeah. Hai đó còn có 5 chỉ vàng rồi con, đâu có nhiều, có 5 chỉ vàng à. Mà lấy lần cái hồi chạy cho Hải nằm thuốc, hỏi con lúc đó mà nằm thuốc 2 tháng mà con nhắm không tiền sao chịu. Yeah. Đó, người đi bán hai đó có 5 chỉ vàng thôi. Yeah. Bây giờ cô thì này cô nghèo gì ổng với Hải á. Yeah. Chứ hồi đó mới về cũng khá con. Yeah. Về cô khóa quan cô mần á, nó yeah. Cũng khá đâu có vậy. Bởi với bà già cho rớt cô đâu lấy. Hồi đó mình khá rồi để cho em út nên mình đâu có lấy. Yeah. Khổ biết nhiều khổ đứa con. Người ổng bán 4 con đất. Rồi yeah. Ổng với hai nó không đó. Ổng 2 công nó 2 công á. Mà cô nghĩ đất rồi đó đâu bán nhiều. 2 con đất có 5 chỉ vàng yeah. À. Trời ơi nó khổ biết nhiều cô khóc trời ơi các cô. Yeah. Gọc vậy là rồi. Khi mà bác bị phát bệnh lên xong rồi bao lâu thì bác mất? Mười mấy năm. Ừ, hết rồi bệnh làm hoài trời ơi. Yeah. Mẹ con cô thiếu diện khổ thứ chắc mẹ. Nó khổ cái bằng phải nói luôn. Ăn cũng đi không mà về ông chửi gì đây về ông chửi không. Yeah. Ừ. Đi tối ngày mà ông chửi mà về con nhận cơm mà không có đồ ăn là biết hơn ổng. Yeah. Không có tiền phải ra chợ mà chịu mà thiếu chỗ ăn nữa. Yeah. Rồi khổ trời. Cái ông chết nhiều khi người nói ta chồng chết gầu bà cháu chồng chết rồi mừng tôi nói thôi ông quay quá thờ đất rồi nó như tài khoản cho ông sống phụ mặn ăn còn sống chết chứ quá thì chịu hết nổi yeah. Quá chịu nổi con chịu... Cô giống như bị gánh nghiệp vậy ha bởi sau khi bởi nhiều khi cô giận ông... Cô nói biết hồi đó ông bà ác cô ác thì giờ gặp nghiệp gì đâu mà khổ quá tài con nhiều khi cô khóc hoài khổ thật yeah. Khổ gì lắm con. Sau khi chồng mất gì là Hải là phát bệnh. 2 năm nó bệnh. 2 năm sau là Hải phát bệnh, lại gánh nặng cho cô đến giờ luôn. Cái cô đem xuống nhà thương tâm thần với cô nặng, cô nằm đêm cô khóc, cô nói phải tưởng là ông chết cô xuống đây nữa mà giờ cũng xuống dưới này nữa. Nợ lại cũng nuôi suốt nó đâu bỏ giờ sợ thằng hiếp nó tội nghiệp đâu bỏ ở nằm 3 tháng cô nuôi 3 tháng ở 4 tháng cô nuôi 4 tháng ổng hồi đó cũng vậy luôn không bỏ luôn cái đẻ nhổ có 7 tháng phát bệnh là bỏ cái nhổ 7 tháng ở nhà bỏ cho nhỏ em chồng yeah. Giữ khổ biết nhiều khổ yeah. Khổ lắm coi. Còn anh của Hải là thứ mấy? Anh thứ 2 hả? Thứ hai này đột quỵ chết á. Là anh đó lúc đó chết là còn trẻ không? Hay là chết là 36 tuổi rồi con. Là năm nay chết năm nay 10 năm, 17 năm rồi. 10 năm rồi cũng đồ tử. Ừ, hồi nó chết là thằng con trai nó mới của tôi à. Mà năm nay hẳn lên với 6, học lớp 6 rồi. Lớp 6 rồi. Cô nhờ nó hẳn nó có hiếu cô lắm cậu, hiếu lắm. Yeah. Mận ha, đi mận đầu lên đường rồi về ghé cho tiện cô. Còn hả tới mùa xuân thu này là một bánh bữa tái cho cô nè. Có hiếu lắm. Yeah. Tự nhiên ảnh lại đi sớm. Mà chết sớm tội nghiệp biết bao nhiêu nữa con. Bởi nó chết rồi cô khoác bệnh luôn tới giờ luôn á. Xong rồi ảnh ấy là cô bị tai biến luôn. Ừ, bị tai biến luôn tới giờ luôn á. Nó chết mấy năm rồi. Sao mà gia đình cô nó kéo từ hết cái chuyện này đến chuyện khác, nó hoài nó khổ quá rồi, khổ lắm con. Bởi từ hôm nay cô bệnh nhờ tiền con giúp đỡ chứ mà tiền nó có con nào hám nằm cái lại 10 ngày cũng nhờ tiền của con đi đứng lên xuống rồi chứ tiền con nó nghèo cái mẹ nó mặn mướn đâu có tiền bạc gì đâu con. Người hàng kia ở quê vợ, vợ hỏi con ở quê vợ đâu có cho nhiều nữa con. Lâu lâu về tháng gì coi cho cô chừng 200.000 không có nữa. Ở quê vợ đẹp biết á. Vậy là cả thảy là cô có mấy người con? Cả thảy là 5 người. Chết hai người còn 4. Còn 4. Bây giờ nhưng còn hai thằng trai, ba thằng trai thì cái thằng Hải kể số rồi nó cũng chết. Với đứa gái thì có chồng ở bên Mỹ Hưng á. Nếu có chồng bên nó cũng nghèo thế một. Lâu lâu nó lương ghé cho cô 100, 200 vậy đó. Rồi, khổ lắm cô ơi. Để con nhờ Dũng giúp cô mừng biết nhiều, con nhờ. Alo. Con cảm ơn Dũng với cảm ơn mấy chị giúp đỡ cho cô, cảm ơn biết nhiều nữa con. Cô khó có tài con giàu có tài. Rồi còn hồi trước cô hay đi coi thầy bà gì có. Thầy chỉ đâu cô không đi tánh. Bà Úc Lái Thiêu là chở Hải ở 2 đêm. Lái Thiêu thành phố bà Úc Lái Thiêu thành phố chắc không biết mà. Bà Úc hả? Úc Lái Thiêu á, bà Úc bà ở thành phố á. Bà Úc ở thành phố đó, bà Úc bệnh tì bệnh đó, chở ở 2 đêm. Không lẽ cái bà này ta? Không lẽ bà Úc hả? Ừ bà Úc á. Có người liên hệ không? Không phải. Thì không lẽ cái cô mà đang liên hệ đây mà cô có hỗ trợ cho cô 500.000 đó. Là bà Úc á. Ừ bà Úc làm thầy á. Dạ làm thầy. Ừ đó. Điền thử coi. Có phải. Mà điều lâu quá chắc bà cũng không nhớ đâu. Dạ. Không chắc là biết hay sao á. Nhớ không nhớ. Để hỏi coi thử. Để ở 2 đêm tính á, tới nhà bà. Chở lên tỉnh đó coi. Chở anh Hải lên trên đó. Ừ chở lên trên đó luôn. Dạ. Trời ơi ta nói chỉ cô bắt là chỉ đâu con đi thôi. Lớp nào đi tâm thần, lớp nào đi thầy đó. Rồi thầy thống ở lúc ở Long An chở xuống dưới cũng đi. Rồi ta đi đâu cũng đi thôi. Đi giáp thầy hết. Dạ. Mà không đâu trị được hết trơn, con coi không đâu trị được hết trơn. Mô Phật con chào. Dạ mô Phật. Con chào. Chào con. Chào cô Út. Dạ con đang đến nhà Hải nè, nhà anh Hải nè. À vậy hả? Dạ con gửi tiền cho cô, vừa cô gửi 500 đó. À. Dạ con đang ngồi với mẹ của anh Hải ở đây. Chào cô Út. Dạ. Có phải là cô Út ở Lái Thiêu không? Đúng rồi. Cô không phải mình là Lái Thiêu, cô ở Bình Dương con. Bình Dương. Biết hồi Lái Thiêu Bình Dương. Có phải là ngày xưa anh Hải cũng đưa nhà anh Hải đưa lên nhà cô chữa bệnh không? Không, cô chưa từng chữa bệnh cho Hải. Vậy hả? Tại vì hồi đó lúc mới mười mấy tuổi lâu quá rồi con ơi. Hồi đó 10 mấy tuổi là cô đã từng đưa lên một người cô là cũng cô Út ở Lái Thiêu hả? Mà đưa là nhờ người chị đưa đi, lúc cô đẻ nhỏ còn non ngày tháng cô không có đi. Nhờ người chị đi bởi không biết mặt của Út. Cô không biết mặt của Út, nghe nói chứ không biết ha. Nghe nói chứ không biết mặt bà, nghe nói chứ không biết mặt. Nghe nói chứ không biết mặt. Cô chưa từng chữa bệnh cho Hải đâu, nhưng mà trong nghề nghiệp cô cũng từng chữa rất là nhiều người, nhưng mà cô không có ghi mạng qua như tụi con bây giờ. Nhưng mà theo bệnh của Hải, theo cô nhìn cô thấy cô biết á, thì đúng là cái nghiệp do người ngày xưa tạo ra, phải không? Thì bây giờ cách mà hóa giải cho nó cũng rất là dễ. Cũng rất là dễ, nhưng mà cái này là cô phải trực tiếp cô xuống cô làm mới được. Tại vì trong đó là phải làm một cái lễ, là phải làm một cái bè. Làm một cái bè để mà thả theo dòng nước á. Tất nhiên là vừa cáo lỗi và vừa là tất nhiên là lấy tên họ của Hải, rồi một bộ đồ của nó, rồi cắt móng tay, móng chân, cắt tóc của nó. Thế là cô sẽ sắp một cái lễ trên một cái bè đó. Rồi bà sẽ đem thả theo sông nước, tức là để tạ lễ cái lỗi này xưa ông thân mình đã tạo ra. Cho nên là nếu cách làm thì nó rất là đơn thuần, nhưng mà cho những người ta không có biết á con, thì nó sẽ không giải được. Nhưng mà cô nhìn thì cô sẽ biết, tại cô đã từng làm bao nhiêu ca rồi, cái vụ này cô làm được hết. Nhưng mà có cái là cô không có phương tiện đi. Không có phương tiện hôm nào con lên con chở cô xuống, hay là cô cứ đi xe về đây rồi con đưa đến. Tức là bây giờ con đang ở đâu? Bây giờ con đang ở dưới Tiền Giang mà, dưới chỗ nhà anh Hải nè. Con ở Tiền Giang, nhưng mà ý là nhà con á. Thì con thì cũng ở thành phố. Con ở thành phố hả? Dạ. Đúng rồi, nhà cô á, thì ở Bảo Lộc á, chứ cô muốn phải là người ở Bình Dương mình đâu, nhưng mà hiện giờ là cô đang ở Bình Dương. Dạ, dạ, dạ. À, là cái cách hóa giải cho em Hải là cô biết cách làm. Dạ, thì hôm nào biết đâu máy chủ Phước Thầy nào cô có xuống giúp được cho ấy cả tôi. Dạ. Thì ví dụ như là nếu mà con khi nào con có xuống lại một lần nữa là con phải báo cho cô. Dạ, dạ. Nói cho cô để cô sách những cái lễ đó thì nó thẳng hơn, cô làm giúp cô không có nhận tiền. Dạ. Cô sẽ sắp hết lễ cho, rồi cô sẽ xuống tới dưới trực tiếp và cô làm cho. Dạ. Nhưng mà con trọng là trong gia đình có chịu không? Bây giờ con hỏi ý kiến của mẹ của anh Hải, rồi ý cô làm sao? Ý cô có đồng ý không? Chịu con. Hả? Chịu con. Mình con nghe nói tại Hải, Bình Hải là con mừng lắm con. Dạ. Nhiều theo hàng cái chủ con hỏi đi dữ lắm rồi không có hết. Dạ. Mà nhiều khi đi hết tiền hết bạc luôn rồi đó. Nhiều khi bà Út này bà tỷ hết con không chừng nữa con. Dạ thì cũng mấy chủ Phước Thầy cũng là làm cái lễ thôi, lễ cúng thôi. Chứ không phải là gì hết. Dạ. Thì đó thì cô nghĩ là cô nói là nếu nó có duyên với cô thì cô sẽ giúp nó sẽ tỉnh táo lại tội nghiệp, nó còn được cái quãng đời của nó còn nhiều lắm. Sắc mặt của anh này tuổi rất là thọ, nhưng mà do nghiệp báo từ thân gia của mình làm ra đó, cho nên em nó không chịu, cho nên là cô muốn giúp. Thì cái ca cô thấy là cô chọn thứ nhất, cái thứ nhì nữa còn một ca của thằng bé Tiên đó con. Dạ, Tiên. Dạ. Tiên đó là con biết không, nó cô nhìn thì cô biết, tức là nó bị hung thần. Dạ. Hung thần cứ tinh khí của nó cho nên là con người nó sẽ không nói chuyện được. Dạ. Tức là nó không, nó ngớ ngẩn đó con. Dạ. Cho nên cái đó cô làm cũng được, cô muốn phục hồi cái tinh khí lại cho nó thì từ từ nó sẽ nói chuyện được. Dạ. Vậy thì cô sắp xếp đi về đây một ngày để con chở cô đi 2 điểm đó giúp cho người ta làm phước. Dạ. Kể nó làm phước tích đức. Dạ. Đúng rồi. Bởi vì cô mới nói là nếu mà con có dịp con về thì con phải báo với cô. Dạ. Để cô sắp những cái lễ đó. Dạ. Cái lễ đó thì cô giúp cái ca này là cô sẽ không có nhận tiền. Dạ. Cô không có nhận tiền, những cái lễ là cô cho hết. Dạ, dạ. Nói thật hơn là cô cũng giống con đó. Cô cũng có nhiều đứa đệ tử nó cũng có cái thiện tâm lắm. Tức là những cái ca nào cô làm từ thiện cô báo thì người ta cũng sẽ ủng hộ. Dạ. Nên là những cái ca này mà cô nhận thì cô sẽ không có nhận tiền lễ của người ta đâu, mà cô sẽ giúp hết cho. Dạ, dạ. Dạ rồi cô. Rồi con thay mặt gia đình anh Hải cảm ơn cô trước. Rồi con gì sẽ sắp xếp để con chở cô đi ha. Đi với con một ngày ha, một chuyến. Dạ, dạ. Rồi. Dạ. Có gì là con bắt cô nha. Dạ rồi, mô Phật. Dạ. Rồi con chào cô. Bà Út kia nghe nói bà Út kia là bả tướng bà tá bả như người BD vậy đó. Nghe nói vậy đó con, chứ cô không biết mặt bả. Dạ. Cô lấy cái điện thoại cô khi nào cô chở bả xuống cô điện cô chứ đâu biết. Dạ cô. Dạ dạ. Rồi nhưng mà giờ rồi bây giờ là cô ra cô dẹp mấy cái ngoài cho anh Hải xong đi. Xong rồi, xong rồi. Ai dẹp? Ai biết. Nó để đó thì cô đổ. Để đó cô đem đi đổ đi đã. Dạ, cái ra là có cái mùi đặc biệt nữa. Nói vô bình thường. Tuổi đời chân đơn côi, gót mòn đai lộ buồn, màn đêm bóng mờ nhạt nhòa. Anh Hải đầy đầy. Nhớ không, nhớ em không? Nhớ vậy. Nhớ hả? Tên gì? Dũng. Gì? Dũng. À, Dũng ha. Rồi hay quá. Đó, có người khen em là tuổi thò lắm nè. Có bà cô vừa mới nói là tuổi thò lắm nè. Để em điền lại cho anh gặp bà cô không? Thôi. Hả? Thôi muốn không? Thôi. Thôi điện. Sao thôi? Nói vậy được rồi. Nói vậy được rồi hả? Nói gì nữa. Dễ hả? Cô bật cái điện lên cho con cái cô. Ở đây nó hết tóc rồi ta. Mới hút rồi sáng này hả? Nhìn giỏi thiệt chứ. Cái kéo không ống xốp cho nó giống như là cào vậy ta. 2 bữa ra dài mà hết như vậy. Hết kéo hả? Kéo. Đấy, hết nước rồi có tiếng mới mò hết cào. Giờ em mới chơi giảm sáng lên cơn nặng con chặt quá. Đây, thưa cả nhà, thưa quý vị, đấy thì không biết là câu chuyện hồi trước phụ thân tự cha của mình có làm gì sai hay không mà bây giờ những cái câu chuyện nó giống như một cái bi kịch xảy đến với gia đình. Sau đó thì như là ví dụ như ba của anh Hải là bị cũng phát bệnh nè, phát bệnh mà đến bán hết đất đai luôn, rồi chữa trị cũng hết rồi qua đời, xong rồi ông qua đời được 2 năm thì anh Hải là bị phát bệnh, rồi cô cũng phải là bán hết đất đai. Với con biết không, bên bảo là ông chú ông bác nó cũng bệnh thần kinh nè. Ồ vậy hả? Ừ, ông chú Út hồi chết 15 tuổi cũng bệnh đi, bệnh khùng nè. Yeah. Ông bác thứ tư là bệnh thần kinh, là tới ông đi bộ đội rồi tối tới chết luôn á. Dạ hả? Ừ. Rồi nó đẻ kìa, còn căng dữ vậy con. Dạ. Anh Hải muốn hết bệnh không? Muốn. Muốn ha. Ừ. Tôi... Muốn Hạnh Dũng nói con nghe lời. Muốn là phải nói nghe lời nghe chứ. À. Em thôi, em nhỏ hơn anh 1-2 tuổi rồi bằng anh thôi chứ thì em. Đó, nhưng mà giờ em xem thử bữa anh dọn đây hết chứ nè. Trời. Hết chưa? Hết rồi, sao cái tô vẫn còn nước đây nữa rồi nè. Trời tại mới chứ mấy chồng kìa. Trong mấy lần ngủ. Trời ơi, con nè. Bả cho để hả? Ông cười con. Em ngủ bả cho để nếu mà dọn thì dễ ợt ngâm. Đổ ra nước. Em không cho. Để em hút dọn cho. Dọn chứ em không cho để gì. Để em hút mở mũ ra, mở khung ra rồi cơm để đổ tưới cây không có gì để bả nước sông, mày không có múc vô rồi chứ vậy chứ nước ngoài sông hả? Nước ngoài sông. Sao lại thích nước ngoài sông mà không thích nước mưa? Nước mưa. Vì sao là thích nước ngoài sông? Tại ông múc vô đó rồi mới không, mà, đó. Biết rồi nhưng mà tại sao anh trữ là trữ nước ở ngoài sông mà không trữ nước ở nước mưa? Mưa bả xài mà. Bả xài. Bả xài mà. Mưa không cho con không chịu mưa. Múc nước mưa đâu không bao giờ tắm. Nước sông này múc nước lớn múc chứ để bả xài, bả hứng bả xài đó, bứng bả sao xài đó. Anh xài đi, anh xài đi. Không tắm nước mưa. Không. Cứ đâu thích tắm nước sông thôi. Không tên không tắm luôn, tắm sông không. Ồ. Vì sao vậy? Sao vậy? Sao mà nước không tên không tắm, nước mưa không tắm? Tên để bả xài. Để bả thì em cứ xài đi có gì đâu. Tại em thích nước sông thì nó nước sông này có gì đâu mà. Thì thích nước sông đó. Thì đó thì tao nói thích nước sông đi. Thích thì cứ thích, em có ép nha, có nói gì đâu. Là muốn tắm nước sông ha. Muốn tắm sông. Đấy. Đấy, qua câu chuyện đó thì thấy mọi người thấy những cái điều mà không nói không tin được. Dạ. Không thể nào không tin đúng không quý vị. Dạ, mấy chủ phước thầy thôi. Để đó được con anh Dũng xuống này. Rồi đấy. Anh Dũng chưa xuống nữa đâu, anh Dũng mới xuống thì chưa xuống nữa đâu. Dạ hả? Lâu xuống không? Đợt này em xuống thường xuyên à? Xuống kiểm tra đột xuất à? Bởi vậy biết ngay là vẫn còn ấy mà. Nữa. Trời ơi, đây nữa. Nữa đây nè. Mới múc vô à? Cái này mới múc vô hả? Giòn này múc vô nữa ha. Rồi, đây chai nữa đâu nè. Chai đâu lắm rồi. Mấy chai lâu lắm rồi hả? Đây nước là nước chứ sông hết á. Đó cả nhà thấy không? Đậu đéo là bác biết bao nhiêu chai nó, biết bao nhiêu chai. Thấy một điều rất là. Đó, đây nè, nước ở đây là nước vô bịch vậy nè. Vô bịch đem tự trong nhà đấy, mà nước dưới sông đấy cả nhà. Nước dưới sông, nơi mà có cái khu gỗ đó đó quý vị, khu gỗ á. Úi giời ơi, ôi dưới này nữa. Chai vô đâu đó. Đấy. Chai để cho uống lại, để uống nước lại, uống hết để nào uống để cho. Đó. Còn chỗ nào nữa? Ủa, cái gì trữ được là trữ đấy. Chứ. Thôi, anh dẹp hết cho em đi nha. Dạ dẹp. Vậy là mai em ghé rồi đó. Anh dẹp chứ còn mai em ghé vô mà vẫn còn là bữa giờ cho tiền nhiêu là em lấy lại hết á. Dẹp mấy bịch mũ ha. Nhá. Dẹp mấy bịch mũ. Dẹp hết luôn. Mấy chai kệ nó, mấy chai đâu nhầm đâu. Mấy chai giờ đổ bỏ gom đó, bỏ là dục đó à. Mà em để lên chi? Kệ nó để vậy cái xài. Cái chai đâu có mũi. Vậy không có ai. Hả? Không có ai. Kệ nó chứ. Không có ai. Chứ giờ đổ bỏ cũng dục mấy cái chai đó, dục cái chai bán đi. Dục bán phải chai. Bán là chai cũng được. Để em hút rồi dục cái chai. Dục bán phải chai nghe chứ. Để vậy không hay nghe chứ. Đâu có gì đâu, cái đó là chai dịch thì cho bá đổ xuống đó thì bá bán gì bán kệ bá. Cho bán là chai hết đi chứ đâu để mày bán là chai. Mà mình đây là chai tới thì bá đổ. Bá đổ thì bá bán là chai đâu gì đâu. Mọi người thấy ai cũng khen nên Hải nói chuyện rất là hiền luôn, ngoan. Hiền ngoan lễ phép. Hồi chưa bệnh hiền lắm thôi, chưa bệnh hiền dữ lắm. Chưa bệnh hiền mà lại tu nữa. Mùng 1 Tết là ăn chay á. Ai rành mà 1 Tết là ăn chay á. Rằm 14 ăn chay. Rằm 14 ăn chay, mùng 1 ăn chay. Hồi chưa bệnh nha. Dạ. Không có mua đồ chay đông muối ớt ăn chứ không ăn mặn đó. Vậy hả? Bây giờ ăn chay được không? Dạ ăn mặn không à. Giờ ăn mặn với ăn chay nữa hả? Sao vậy? Tại ăn được. Ăn được hả? Má cho ăn gì ăn đấy à. Hả? Đồ nghiệp cho má ăn gì không. Thôi, vâng thưa cả nhà, vậy thì hôm nay Dũng đến thăm lại gia đình của anh Hải. Và câu chuyện Xuân Dũng đưa lên như vậy, hy vọng rằng có ai đó có thể hỗ trợ giúp cho gia đình Hải về cái đầu tiên là về cái tài chính vật chất, có gì cũng nhận hết trơn á, có ký gạo nào cũng tốt, mà có thùng mì tôm nào cũng tốt, mà có đồng nào cũng tốt cũng quý. Ngoài ra ai có thể giúp cho anh Hải có hết bệnh nữa thì gia đình cũng mang ơn rất là nhiều. Một lần nữa Xuân Dũng xin chân thành cảm ơn toàn thể quý vị đã quan tâm theo dõi video và quan tâm đến gia đình của anh Hải. Xin chào quý vị và hẹn gặp lại.